Khách hàng nên áp dụng mức vốn tự có khoảng 50% và vốn vay của ngân hàng cũng chỉ trên 50% giá trị vay vốn, nhằm khiến cho khách hàng không bị quá áp lực trong quá trình mà vay vốn. Khách hàng trước khi vay vốn, trước khi đặt bút ký hồ sơ với ngân hàng thì cần phải xem rõ các điều khoản sau ưu đãi lãi suất vay của ngân hàng thì là thả nổi hay là cố định để cân đối cái khả năng trả nợ. Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Minh Hằng và chúng ta đang gặp nhau trong Land Show Lăng kính nhà đất của VTV Money. Mua nhà trả góp là một giải pháp hữu hiệu để có thể nhanh chóng sở hữu được một ngôi nhà cho riêng mình, đặc biệt là với những người trẻ khi mà chưa có nhiều tích lũy về mặt tài chính. Vậy làm thế nào để có thể mua nhà trả góp? Chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những hồ sơ giấy tờ như thế nào, ngân hàng nào đang có lãi suất tốt? Nếu bạn là một tấm chiếu mới và đang chưa biết bắt đầu từ đâu, thì Land Show ngày hôm nay sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề này. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình ngay sau đây. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mua nhà trả góp là gì? Vay mua nhà trả góp hiểu một cách đơn giản là hình thức vay vốn từ ngân hàng để mua nhà đất hoặc căn hộ chung cư. Theo đó, bạn chỉ cần thanh toán ít nhất khoảng 20-30% giá trị ngôi nhà tại thời điểm mua và ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay khoản tiền còn lại. Hàng tháng, bạn trả góp số tiền vay từ ngân hàng với mức lãi suất cam kết. Thực tế, mua nhà trả góp đang là lựa chọn của nhiều người có thu nhập thấp hoặc thu nhập trung bình nhưng ổn định. Người vay mua nhà có thể trả trước một khoản tiền nhỏ, sau đó sẽ thanh toán theo từng đợt. Khi mà vay ngân hàng để mua nhà thì bạn có thể vay trong thời hạn là 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc là lâu hơn. Vậy làm thế nào để có thể vay tiền ngân hàng để mua nhà? Đi cùng Minh Hằng ngày hôm nay là một vị khách mời, bạn tên là Nguyễn Khánh Duy. Duy là một người đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng để mua nhà. Tuy nhiên hiện giờ vẫn còn đang ngần ngại và chưa biết phải bắt đầu từ đâu, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay Duy và Minh Hằng chúng ta sẽ cùng đến gặp đại diện ngân hàng để có thể trả lời những thắc mắc của Duy nhé. Hảo ạ. Ngày hôm nay đến ngân hàng cùng với Minh Hằng là một khách mời, anh tên là Nguyễn Khánh Duy. Anh Duy mặc dù là có một người thôi nhưng mà anh Duy sẽ mang câu hỏi là đại diện của rất nhiều người đang quan tâm đến câu chuyện là mua nhà trả góp đến để hỏi chị Hảo. Chị Hảo đã sẵn sàng trả lời giải đáp các thắc mắc cho anh Duy chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Xin mời anh Duy ạ. Vậy thì cho em hỏi là thu nhập bao nhiêu thì có thể mua nhà trả góp ạ? Xin trả lời Minh Hằng và Duy thì để với mức thu nhập mà các bạn trẻ bây giờ khi muốn vay mua nhà thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá được rằng là cái số tiền mà chúng ta vay vốn cũng như là tham khảo được cái lãi suất vay vốn của ngân hàng. Tôi có thể lấy ví dụ với mức thu nhập từ 15 đến 20 triệu và hiện tại các ngân hàng nếu như không tính toán cái phần mà lãi suất ưu đãi trong một năm đầu tiên mà chúng ta tính theo lãi suất mặt bằng chung là khoảng 10% thì số tiền vay có thể lên tới là 1 tỷ đồng. Và như vậy thì với việc mà chúng ta muốn có một cái vay với ngôi nhà từ 2 đến 3 tỷ trở lên thì chúng ta nên là vay trong thời gian dài nhất có thể. Hiện tại SeaBank đang áp dụng thời gian vay vốn lên tới 35 năm để nhằm là gì ạ? Hàng tháng khách hàng có thể có một cái mức trả nợ gốc một cách phù hợp theo cái nguồn trả nợ của khách hàng. Điều kiện gì để có thể vay mua nhà trả góp ạ? Để có thể vay vốn được ngân hàng thì khách hàng sẽ cần có một nguồn thu nhập và cái nguồn thu nhập đó sẽ cần được chứng minh thông qua thứ nhất là có thể các loại giấy tờ thể hiện nguồn thu của khách hàng. Bên cạnh đó, với sự tư vấn chuyên nghiệp của các bạn tư vấn tài chính của ngân hàng SeaBank thì cũng sẽ giúp một cái hồ sơ được chuẩn bị một cách đơn giản, thuận lợi nhất. Do vậy, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi có nguồn trả nợ thì sẽ được hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ một cách đầy đủ để đáp ứng các điều kiện vay vốn tại ngân hàng SeaBank. Vậy thì trong quá trình làm thủ tục thì em cần phải chuẩn bị những gì và giấy tờ như thế nào ạ? Để có thể vay mua nhà thì khách hàng sẽ cần liên hệ với cả cán bộ tư vấn của ngân hàng để có thể cung cấp một cái giải pháp tài chính tổng thể. Khách hàng sẽ cung cấp hồ sơ liên quan đến mục đích vay mua nhà cũng như là hồ sơ về nguồn trả nợ để cán bộ tư vấn của ngân hàng có thể là
thu thập được hồ sơ, sau đó sẽ tiến hành các biện pháp như là định giá, đề xuất các khoản vay lên cấp phê duyệt của ngân hàng. Sau khi có phê duyệt thì khách hàng sẽ cùng với cán bộ ngân hàng thực hiện các biện pháp bảo đảm và các thủ tục thế chấp. Và khi khách hàng ký đầy đủ các hồ sơ nhận nợ tín dụng của ngân hàng thì sẽ được tiến hành giải ngân. Trong suốt quá trình đó thì khách hàng hoàn toàn yên tâm có cán bộ tư vấn tài chính chuyên nghiệp để có thể hỗ trợ khách hàng một cách thuận lợi, giao dịch thuận tiện và đơn giản nhất. Một vấn đề nữa mà khán giả cũng rất băn khoăn đó là làm thế nào để vay tiền mua nhà được một cách an toàn và không bị rủi ro. Thứ nhất là khoản vay khi khách hàng tham gia thì sẽ cần phải có vốn tự có. Và thông thường khách hàng nên áp dụng mức vốn tự có khoảng 50% và vốn vay của ngân hàng cũng chỉ trên 50% giá trị vay vốn, nhằm khiến cho khách hàng không bị quá áp lực trong quá trình mà vay vốn. Cái thứ hai nữa là khách hàng cũng cần phải quan tâm tới các lãi suất đặc biệt khi mà khách hàng với cái các bạn trẻ khi tham gia vào việc mua nhà thì cái việc mà lựa chọn được cái lãi suất nó phù hợp với cái khả năng tài chính của các bạn. Và bên cạnh đó nữa là khách hàng cũng khi mà trước khi vay vốn, trước khi đặt bút ký hồ sơ với ngân hàng thì cần phải xem rõ các điều khoản sau ưu đãi lãi suất vay của ngân hàng thì là thả nổi hay là cố định để cân đối cái khả năng trả nợ và các khoản phí nếu có để nhằm kiểm soát các chi phí tài chính trong quá trình vay vốn tại ngân hàng. Vậy chị có thể cho em biết là ngân hàng nào thì đang có mức lãi suất cho vay mua nhà tốt ạ? Và cụ thể với ngân hàng Sibank thì sao ạ? Đây là một thời điểm vàng để mà người dân cũng như là các khách hàng có thể tiếp cận vốn vay mua nhà. Ở tại Sibank thì chúng tôi đang áp dụng mức lãi suất là 5,5%. Đây là lãi suất ưu đãi áp dụng trong 12 tháng đầu. Và để có giải pháp giúp cho khách hàng có một cái tài chính phòng ngừa những cái rủi ro khi mà mới tham gia vào câu chuyện kinh doanh mua nhà bất động sản thì hiện tại ngân hàng đang áp dụng cái việc là dư nợ gốc khách hàng chỉ trả có 5% trên số tổng số nợ gốc của khách hàng và duy trì cái 5% nợ gốc này trong 100 tháng đầu tiên để khách hàng có thể dôi dư cái phần mà kinh tế mình vừa tham gia vào vốn tự có. Cái thứ hai nữa là ngân hàng Sibank đang áp dụng mức ân hạn gốc lên tới 18 tháng để giúp cho khách hàng có thể là có một cái phần tài chính mình có thể sử dụng để mà chưa trả nợ ngay ngân hàng nhưng mình có số tiền đó để có thể tham gia vào việc ví dụ như là mua các đồ thiết bị gia dụng trong gia đình hoặc là để mình có một cái sự chuẩn bị tài chính trong dài hạn để đảm bảo nghĩa vụ về lâu về dài. Và để tránh rủi ro nữa thì khách hàng cũng lưu ý các loại như là phí trả nợ trước hạn và các loại phí phát sinh trong quá trình mà mình vay vốn tại ngân hàng. Những điều này khách hàng hoàn toàn thì yên tâm khi mà đến với Sibank thì chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp có thể tư vấn giải đáp cũng như hỗ trợ cũng như là lên bài toán tài chính cho khách hàng trong suốt quá trình vay vốn của khách hàng tại Sibank. Chị có thể lấy ví dụ rõ hơn về cách tính lãi suất của ngân hàng mình như nào không ạ? Tôi có thể lấy một ví dụ khi mà khách hàng vay vốn tại ngân hàng với số tiền giả định là 1 tỷ đồng thì với lãi suất hiện tại chúng ta có thể là gì ạ? Bỏ qua cái câu chuyện là lãi suất ưu đãi trong một năm đầu tiên mà chúng ta sẽ tính cái mức chi phí cao nhất mà có thể phát sinh trong sau hết ưu đãi thì với mức lãi suất khoảng 10% và với thời gian vay vốn lên tới 420 tháng thì hàng tháng thì khách hàng sẽ trả vào cho ngân hàng với số tiền gốc là khoảng 8,3 triệu và tiền lãi của khách hàng sẽ rơi khoảng tầm 2,4 triệu và tổng mà số tiền gốc lãi hàng tháng của khách hàng sẽ khoảng đâu đó là 10,4 triệu đồng. Và như vậy thì với số tiền mà mức thu nhập của khách hàng dao động khoảng tầm 15 đến 20 triệu thì hoàn toàn có thể tiếp cận vốn vay ngân hàng bằng cái hình thức là vay với thời gian dài và hưởng chế độ lãi suất và đặc biệt khách hàng có thể được hưởng tham gia cái ân hạn gốc trong 1 năm hoặc là tối đa 18 tháng để khách hàng có một cái giảm áp lực trả nợ trong thời gian đầu khi mà vay vốn tại ngân hàng. Thế còn phí phạt này, trả nợ trước thời hạn thì sao ạ? Các ngân hàng nói chung đều khi mà khách hàng tham gia một khoản vay thì thời gian đầu khách hàng được hưởng lãi suất ưu đãi và nhu cầu của khách hàng thì có thể là tất toán sớm trong vòng 5 đến 6 năm thì cái mức phí phạt trả nợ trước hạn của ngân hàng đang dao động từ 1 đến 3,5% trên số tiền trả nợ trước hạn.
Vâng, rất cảm ơn chị Hảo với những câu trả lời vô cùng chi tiết và dễ hiểu. Hy vọng là những câu trả lời của chị Hảo đã giúp ích được nhiều cho anh Duy trong ngày hôm nay ạ. Có thể thấy mua nhà trả góp đang là xu hướng của nhiều gia đình trẻ, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những lưu ý như cuộc trò chuyện của chúng ta vừa diễn ra, thì còn cần phải làm gì để quá trình vay mua nhà có thể diễn ra một cách thuận lợi và an toàn? Đó chính là những nội dung sẽ có trong chương trình Land Show tiếp theo của chúng tôi. Mời quý vị cùng theo dõi. Còn đến đây thì số Land Show tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn Ngân hàng Đông Nam Á, SeaBank đã đồng hành cùng Land Show trên các nền tảng số của VTV Money. Xin chào và hẹn gặp lại!